Tôi không thể nào mở được thứ này. Nó như một pháo đài vậy. Cắt, gọt, chiên, rán, rót, lật. Tất cả đều dễ như ăn bánh. Cùng thử nghiệm miệng miếng thịt này nhé. Bạn sẽ có một cuộc sống nhanh hơn, gọn hơn, đơn giản hơn. Chém một đồng xu vào quả dưa hấu, sau đó chém xuống như tôi vừa làm mẫu là được. Nó xem series hoàn toàn mới, Mèo Vặt Cuộc Sống. Phát sóng vào 8:35 tối, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh Warner TV.